Dạ hay ha. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn, đó là cái chiếc xe tự chế của một cái chú tật nguyền mà bán vé số nè. Đây, đây là chiếc xe của chú nha. Ơ con chào chú. Chú ơi, giúp đỡ cho người ta mua số dùm mau mau cũng được. Ờ chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 56 rồi. 56 rồi. Thì sống cũng có mình lên lăn lóc xe vậy đó. Dạ. Sống cũng có mình lên lăn lóc vậy đó. À bây giờ chú chạy lại đằng đó đi. Để cho nó mát ha. Cái cần thắng thôi chú hả? Này thắng này. À, đi chú. Xe. Qua bên đó. Qua vô. Qua bên đó đi chú. Qua bên đó đó. Chú ơi, sống với ai? Mình à. Mình một à. Ủa cái chiếc xe này là con thấy nó lạ quá, là chiếc xe của chú tự chế hả? Chi phí hết nhiêu tiền chú? Này hả? Dạ. Cái này là gần 8 triệu. 8 triệu. Mà chú chế từ chiếc xe gì vậy? Cái máy thì như là mình làm ở trường, mua cắt rồi mượn người ta làm. Dạ. Anh em xứng nhau làm không được thì cắt ra, làm lại hoài, làm gì nào được chiếc xe. Ờ. Máy thì mua cái máy, cục máy của chú quay á. Ờ. Mà dạ. Rồi nhờ anh em làm, mà làm xe đó, nó lại nó làm. Dạ, đâu chú tắt máy cho con coi. Chú ngày bán nhiêu tờ giấy số? Bán được 100. 100 tờ. Ồ, đây là cái cục đề của chú hả? Cái này cũng tắt. Cũng tắt. Rồi, đề lên. Chữ trời. Ôi, chữ thiệt. Này là tắt. Ồ, này. Đây là đề lên nè. Ồ, rồi bình xăng của chú để đâu? Đây. Rồi sao đổ xăng? Lấy cái này lên. Dở này lên là đổ xăng. Bình xăng của chú là chứa được nhiều lít chú? Thì cũng bình xăng của chú quay, mình chú quay cái game đó. Dạ. Ôi ôi. Còn cái này đây, con thấy cái này là lạ nè. Cái này tại vì mình hư tay rồi. Hư một tay. Ừ. À. Cũng như trước là bị nó hư xương cậu. Dạ. Đi không được, cái đi hai lần hai tó. Cái sau này cái nó bị tai biến cái. Dạ. Tai biến cái liệt cái tay. Dạ. Bị tai biến cái liệt cái tay rồi cái cầu đi hai tó không được. Rồi chú làm cái cây này chú chế qua. Ừ. Cái này bẻ qua, này bẻ qua trái. Ừ. Này bẻ qua phải. Đó này ông cô bác của anh chị. Lợi hại thiệt, cái này là thắng rồi chú. Cái này ra. Cái này thắng chứ. Trời. Giữ đi trời. Thắng giờ nằm đây. Đâu bây giờ con bật lên ha. Bật đây. Thì sau đó con sẽ đợi đây. Rồi cái này là lên ra. Này lên. Ôi. Lên. Chú thắng lại nha. Đây, đây lên ra. Còn này. Cái đó là thắng trước, kiểu như mình đi xuống. À, cái này là thắng trước này cô bác quý anh chị. Đây, hay ha. Xuống đó mình bước xuống là mình bước lại. Dạ. Còn đèn chú. Đèn hả? Đèn cái này là đèn. Ồ, rồi, bây giờ chú tắt đi. Rồi, chú bật lên. Xi nhan luôn. Dữ trời. Chú có xi nhan đèn luôn nè. À. Cái này có mái che không chú? Này mình không dám làm. Dạ. Không ăn qua. Con này là cái chiếc xe đạp cũ ha. Ở chiếc xe Honda cũ ha. Cái bằng cần đạp. Cái này lỡ như mình hết bình thì mình đạp. À. Mà người ta đạp. Dạ bây giờ con đạp thử rồi. Đâu. Ô, cần số của chú đó hả? Đâu, cần số đâu? Trời, hay dữ tôi. Chú trả số đâu chú trả cho con với. Đây cũng như số của mình đúng số này, mình đạp tới bạc thì hết số. Là số 1 đâu chú? Số 1 thì đạp tới. Vô số 1 chưa? Không biết, để thấy anh ấy. Đó, đúng 1 rồi. Dạ, hay ha. Dạ. Ừ. Rồi. Bây giờ cho con chú tắt đi. Và bây giờ con sẽ đạp ha. Ờ, đạp chú phải lên ga. Dạ.
dữ thiệt, kẹt số rồi chú ơi. Ôi vậy được rồi, rồi. À. Hết số là hết số là đạp nhảy lắm. Dạ, cái này là một cái đèn, cái đèn này chú làm để ở đây, đèn sáng đây nè cô bác anh chị. Đó. Đây. Còn cái này, này là chìa khóa hả chú? Chìa khóa là nó hư rồi. Dạ. Còn đây là một cái máy. Đây là chú để cái cây tó. Cái xe này là hết luôn là 8 triệu hả chú? Mà cũng như thả nhà mình có đầu dụng cụ không á. Cái bình này là bình gì chú? Bình đề. Bình đề. À. Nhưng mà con cái khung sườn này là chú lấy từ khung sườn xe nào hay là chú tự hàng? Tự hàng. Tự hàng. Cũng như đầu tiên là mình mua dây chì á. Dây chì mà kiểu người ta căng dây tre đó, tụi mình về tụi bẻ cái khung. Bẻ khung đó tụi mình mượn mấy thằng hàng á, tụi nó là bây giờ mua sắt gì bẻ làm vậy vậy lên xe coi được không? Cái nó lại lên được. Cái nào mà không ấy cắt ra bỏ, làm lại làm tới làm đuôi hoài vậy. Cả tháng chạy mới được chiếc xe. Chú chạy đi bao nhiêu số người ta gặp quá ý không? Ta gặp thấy lạ không? Ta gặp ta mừng lắm, ta thấy tôi lên được cái này ta mừng cho tôi lắm chứ bộ. Dạ. Bởi vì ta sợ cậu sợ té gãy giò. Dạ. Ta thấy cái gác cả hai cái đường té gãy. Ờ. Gãy cái không ai nuôi. Số này là dê được không chú? Không. Xe này dê được không? Tại chưa có tiền làm. Cũng muốn làm số gia bị mấy thằng thợ nó có tiền đi rồi mua cái là mua số gia đi rồi nó làm lại gia được luôn, làm lại cho gia. Dạ. Nó thấy tôi là vô mấy hẻm bán nó quay trở rồi khó khăn quá. Dạ. Rồi nó gắn làm cái tiền đi rồi nó xuống nó làm lại cho. Nhiêu tiền mới làm được cái số gia? 1 triệu à? 1 triệu một không có tiền luôn. Vậy tới giờ lo tiền lo trả nợ người ta không? Sao trả nợ ai? Bán là làm xe nè. Dạ. Rồi dưới đây là tiền thuốc sinh tháng của tôi là 600-700 ngàn nữa. Rồi tim có, rồi tai biến có, rồi não có, rồi đau xương cậu thì có, tiền thuốc cũng lắm. Thang chuyển là bệnh cái đẻ ra tùm lum chứ chưa. Dạ. Bệnh đã bệnh dữ lắm. Chú không có vợ hả? Cũng như hồi trước có vợ. Có vợ rồi, cái vợ nó trúng số mà nó trúng số lông 100 triệu 2 tấm cái nó ra ly dị luôn. Cái tôi đi ra thành phố tôi mặn buồn quá, đi mặn qua mặn với thư dò cho rồi về nằm, nó nằm nhà đó cái bị cái biến cái nó là vợ bỏ đi lâu chưa chú? 10 mấy năm rồi. Cô chú với cô có con không? Có. Con rồi, con của chú không nuôi chú hả? Có. Giờ nó lớn nó có gia đình rồi. Mà chỉ là mình mặn mình sống cũng nói nó thôi, anh có gia đình lo gia đình thì khi nào tao tao bệnh nó thì cho hay nuôi tao thôi. Dạ. Nuôi gì? Dạ. Cái giờ cũng hoạt động còn sống được thôi. Nói chung ra tôi đi bán thì đỡ lắm, đó bán rồi tao mới làm cho ổn mình cặp ngang là mất nuôi cá này cho kia ăn à. Cũng như sáng giờ chưa ăn cơm với người này cho này người kia cho kia. Chú bán tới giờ đến giờ này là hết luôn rồi. Trăm vé. Trăm vé là 1 triệu. Lời được 100 ngàn. Rồi ăn uống là còn nhiêu tiền chú? Ăn uống thì nói chung ra 100% á. Trình thì không dám ăn, có nhiều khi mấy đứa nó thương á. Bán chung thì mua cho ăn. Dạ. Mua cho ăn rồi nước chú. Có mấy mà quen quen á nó cho 5-10 ngàn rồi khi ta mua số mua 1 tấm cho thêm 1 tấm. Dạ. Mua 8-10 ngàn cho thêm 10 ngàn nó để dành ăn cơm uống nước rồi nó vậy á. Ồ. Mình không ngờ trên cái đoạn đường mình cùng với lại em nhân chứng á, đi về lại thành phố Long Xuyên thì gặp chú là chú tên gì ha? Sơn. Chú tên Sơn, chú à. Sơn. Họ giỏi Sơn. Họ giỏi. Chú Sơn có số điện thoại không? Để lát nữa chú con gọi sau ha chú. Thôi được rồi chú, chút xíu con gọi sau. Chút xíu con gọi chú sau. Là chú đi bán giấy số trên cái đoạn đường này thường xuyên. Cái đoạn đường này với bà. Dạ. Ở với bà nhiều hơn. À. Đã
Tại vì trên này mình đi xe hoài cũng hết bán được. Xuống dưới phà cái đậu dưới đó mới dưới rồi nó cà rồi xuống phà đó. Dạ, mai mốt mà chú có kinh phí là chú chế tạo thêm cái cần số ve. Thì trên đoạn đường mà hai anh em đi về lại thành phố Long Xuyên thì gặp chú Sơn. Thì với một cái chiếc xe mà mình nói gọi là lạ ở miền Tây. Một cái chiếc xe ba bánh mà chạy bằng gắn máy, mà đặc biệt là cái ta lái nè, mới chỉ có một bên thôi. Tại vì chú chỉ còn có một cái cánh tay có thể hoạt động thôi, bên kia thì bị tai biến rồi. Chú có thể vẽ ra một cái mô hình để cho thợ làm và chế được như thế này. Đây là một trong những cái hoàn cảnh mà vượt lên trên số phận của mình, không muốn ở yên tại chỗ để nhận sự giúp đỡ của mọi người, mà bằng cái chính sức lao động của mình chú mưu sinh trong cuộc sống. Khi nghe được cái câu chuyện khá buồn của chú về cô, đó là khi người vợ của mình trúng hai tờ vé số an ủi 200 triệu đồng thì ôm tiền bỏ đi, bỏ lại chú ấy này, và buồn bã quá thì lao động ở Sài Gòn thời gian thì chú mới phát bệnh và chú về đây luôn, sinh sống luôn. Chú năm nay chỉ có 56 chú. 56 tuổi, nhưng mà mình nhận thấy là chú khá là yếu ớt so với cái tuổi của mình. Hôm nay thì tụi con đến đây thì con thay mặt cho một chị giấu tên Canada gửi cho chú 500 ngàn nha. Để chú hỗ trợ cho chú làm cái chi phí mua thuốc uống nha. Ủa sao chú khóc bây giờ? Thì nói chung nghe mình phải vậy thôi. Dạ. Thì mình thấy người ta cho mình thì mình phải tối chứ. Sao tối? Thì số bạn của mình có nhiêu. Dạ. Thì số bạn của mình tại không được cảnh giỏi mình phải chịu. Con có gì đâu khóc. Mừng ha chú ha. Cho 500 ngàn mừng lắm. Dạ. Ai cho tiền mừng lắm. Sao vậy? Chơi 5 ngày rồi. Đi bán tới 5 ngày rồi. Chơi được 500 ngàn đi bán tới 5 ngày rồi. Dạ. Thôi chú để dành chú mua thuốc uống nha. Mình gần khóc luôn cô bác anh chị. Chú chia sẻ rằng là 500 ngàn này là chú đi bán với 5 ngày luôn. Và chú cảm thấy rất là tủi với lại cái bản thân của mình. Và hiện nay thì nước mắt của chú đã lưng tròng rồi nè. Con chào chú. Chú đang đi làm gạo. Bây giờ đi lãnh gạo hả chú? Dạ, dạ chú đi, dạ dạ con chào chú. Rồi chào cô bác quý anh chị, xin chân thành cảm ơn tất cả mình Quân và chị Vũ Tân ở Canada đã hỗ trợ cho chú. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.